anh cứ yên tâm công tác đi nha hôm. Khi nào xong việc thì về liền với mẹ con em nghe chưa? Dạ. Dạ thôi được rồi, biết rồi, thôi ngủ sớm đi. Em sẽ khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ, đừng có lo nghe không. Dạ, bye bye ba. Trời ơi, thêm cái quạt nữa là nhìn tôi y chang ông địa luôn á trời. Anh ơi, anh, cái gì? Không ấy mình đi về đi, em sợ quá. Mày điên hả? Khó khăn lắm mới vô được tới đây. Yên tâm đi, tao điều tra nhà này rất là kỹ rồi. Thằng chồng đi công tác, con vợ có bầu ở nhà ngủ sớm lắm. Cây đèn pin đâu? Em quên mất tiêu rồi. Trời ơi, mò vô, thấy cái gì lấy được, lấy hết cho tao. Em lấy được, em lấy được rồi. Lấy cái gì vậy? Cái này giống cái bức hình chắc hình quý anh. Chanh hả? Chanh tinh quý. Đúng là dân nhà giàu, chơi chanh đồ ha. Dạ. Cái này hình này hình ông nội bà chủ nhà. Mày lấy về mốt đám giỗ mày cúng luôn hả? Anh nói thấy cái gì là quơ được, em quơ mà. Mày điên rồi, để em trả anh lại. Dạ. Tao đã sợ ma rồi. Vinh ơi, em đây. Tao lấy được một chai rồi. Chai gì vậy? Chắc rượu tây. Lấy cái này về bán cũng được. Đâu em lo coi. Dân nhà giàu mà, tôi uống rượu tây không à. Nồng lắm anh. Nồng lắm hả? Dạ. Làm thử cái không anh? Uống cái cho nó sung nè. Giờ sao, lấy không? Lấy đi. Lấy. Em về uống. Vinh ơi. Dạ. Tao kiếm được một cái bình cổ rồi Vinh ơi. Dạ. Mày đâu rồi Vinh? Em đây nè. Trời ơi, tao không thấy đường rồi, mày làm ơn mày đi sau lưng tao đi. Ê, vô đây. Giữ cái bình cổ cho tao. Tao mò tao kiếm được gì nữa tao kiếm. Bình này thơm quá anh. Bình nói chắc bình trầm hương đó. Trầm hương là sao em nghe như mùi nhang vậy? Làm xong đợt này anh em mình đổi đời rồi. Sao sao anh? Tao mới lấy được cái vali. Vali gì anh? Không biết, vali sao cất trong bàn thờ ta. Ôi vậy hả? Nhà này cất tiền kỹ lắm. Giấu mà. Wow. Cho em mượn cái rồi. Lấy đi, tao với mày về làm thợ sửa điện. Hay hả? Cất vô đi, ba cái đồ tàu lao không vậy chơi. Chủ nhà biết thì mình sao anh? Mày bớt cái miệng mày lại được không? Nói xui quá. Chủ nhà biết thì mình phải thủ tiêu chủ nhà luôn chứ sao? Xuống tay luôn anh. Xuống luôn chứ. Không lẽ để bị bắt. Em hồi hộp quá anh ơi. Hít thở sâu vô. Chị, chị mở đèn chi? Chị tắt đèn giùm em đi chị. Đèn nhà tôi mở chứ. Ăn trộm. Em không có chị.
chạy đi. Em nói chạy. Tôi báo công an. Hắn không hát rồi. Làm gì? Sự. Trời ơi. Không. Chị ơi, bình tĩnh chị. Tụi em chưa lấy gì. Em trả chị, không có lấy gì, em trả chị nha. Mấy cái này là mấy cái đồ tôi để trong bàn thờ mà. Còn chai ông si già đâu? Chai ông si già đâu mày? Chắc cái chai này hả chị? Chai này. Trời ơi. Ây da, nãy giờ tao mày uống hàng gì? Bụng tao kêu nãy giờ. Mấy người lặn trộm đúng không? Tôi sẽ la lên cho mọi người biết. Ăn trộm. Đừng chị, ơi, đừng chị. Ơi, chị, đừng la chị ơi. Tụi em, tụi em chị ơi. Tụi em ăn trộm đàng hoàng lắm chị, không có ăn trộm bậy bạ đâu chị. Bà đau bụng rồi kìa. Chị. Tôi lấy là đâu em dẫn gì vô chị? Mày tốt mà, ăn trộm dắt của nhà đi toilet nữa. Nhưng bà đau bụng mà. Đau bụng đẻ. Bây giờ sao vậy? Đưa đi bệnh viện. Không hả? Mày đưa đi bệnh viện công an bắt mày làm sao? Nhưng mà bây giờ bà có chuyện gì thì mình chết hối hận cả đời. Ru bà ngủ đi, Đau bụng không ngủ được. Không để em ru gì ngủ nha. Hít thở gì. Không giờ rồi em ngủ đi em. Hơi đâu mà lo lắng em ơi. Hít vô đi chị. Giờ mình nghèo khó để cho quen. Rồi mai sau có mới thương thêm. Hít vô chẳng đi chị. Lẽ nghèo hoài sao em. Hít vô. Thở ra. Mà đẻ luôn bây giờ kìa anh ơi. Quên mày hát, tao kêu bà hít không à. Xin lỗi chị. Đau. Con tôi đạp đau quá. Trời ơi. Để em. Nè con ơi, mày còn nhỏ mà mày thức đêm quá chi vậy con? Mày thức đêm riết mày mốt mày, mày lớn lên mày thành ăn trộm giống tụi chú luôn á. Đừng có. Xin lỗi chị. À con ngủ nghe. Chứ để chú ru con ngủ nghe. Đau quá. Không giờ rồi. Con ngủ đi con. Hơi đâu mà lo lắng con ơi. Mình nghèo mà biết thương nhau, còn hơn giàu có phai mau. Thôi con đừng buồn nha con. Đừng lên chị. Mình giúp bà đi. Đau quá. Đi vòng vòng đi chị. Mình đi vòng vòng. Đúng rồi, chị đi. Đẻ là phải đi. Đi vòng. Hít thở chị, hít vô nè. Cho bà leo núi đi, Bà dân động như nè. Đúng rồi, hít thở. Hít thở đi chị. Khoan. Bà đi sao mình mệt quá anh. Bà đẻ hay mình đẻ mà sao mình ẩm ăn hơn mình cũng đẻ. Thôi kệ bà đi mày ơi, bây giờ mình bỏ mình đi đi. Đau quá. Đi, không được. Bây giờ sao, bây giờ phải cứu người. Mày cứu người ta cũng ăn bắt mày ở tù. Cứu. Ở tù. Bây giờ có cứu không? Cứu. Dù bọn mình vẫn trắng đôi tay, bọn mình hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt mai. Đi nè! Bọn mình có trắng đôi tay và tiếng hạnh phúc.